nghĩ 4 năm trước mà ông Nguyễn Phú Trọng ổng bị èo cái đó là đi thì tụi nhỏ nó không có. Nguyễn Trật Quýnh bắt chồng. Dạ. Sư phụ, nếu mà ổng bị đi á, thì con nghĩ là ổng còn ai mà cái gốc mà nặng bên tàu á, có thể lên nó án một chút nhưng mà có thể nó chuyển lẹ hơn. Nó cũng không có đúng. Bây giờ mình nói bắt chậm cũng còn có một chút kiến thức. Yeah. Thương nước Việt, đời ngoài thì mình thấy như vậy. Nhưng mà ổng đã hy sinh cho nước Việt để mà ổng đừng cho tàu nó đổ xe tăng. Không biết cái đường Lạng Sơn đó mà nó bỏ xe tăng nó chạy 40 km/h giờ. Yeah. Nó tràn vô Hà Nội trong vòng 1 ngày nó lấy liền. Nhờ có ổng á, nhờ có ổng hand on. Ổng mà ẹt bữa nay á, một cái thằng khác lên á mà nó đẻ bên tàu khác là xong luôn á, mất Hà Nội liền á. Giống như ổng là câu thời gian. Và đồng thời nó có thể cắt giữa tiếng 17 nữa. Cho nên ổng là có công á. Ổng câu giờ, ổng còn sống. Ủa, người tâm linh thì họ biết được. Người đời không có biết được. Như vậy thôi. Nhưng mà ổng có công. Nhưng mà ổng đâu có biết ổng là thường xuyên nữa. Tất cả là đóng phim. Mà khi mà xuống trần á, những người tham tiền á, họ quên Bất Trọng là một ông tiên ở tầng trời thứ 4. Bác Nguyễn Phạm Minh Chính á, ổng á, không phải là tiên. Ổng là người ở trên cái vùng thượng ở Lạng Sơn á. Tổ tiên của ổng làm phước, cho nên ổng có cái phước hôm nay ổng tái sanh lại thành ông Phạm Minh Chính. Tất cả lãnh đạo Việt Nam cho hộ đều biết cái gốc hết. Thì khi mình biết cái gốc giống như bộ biết gốc của mấy đứa con á, mình biết được là cái tánh của mấy con cái gì. Cho biết con là ai, rồng rải khác. Đứa nào làm được cái chuyện gì cho đạo, cho vụ hay cho gì, cô biết được khả năng là nhờ lật sổ ra. Chị Hương Ba biết ông Phạm Minh Chính được không? Chị Hương Ba biết ông Phạm Minh Chính là ông thủ tướng Phạm Minh Chính. Là cái ông qua Mỹ rõ ràng chính xác sợ mẹ gì đó là ông gì, ông Phạm Minh Chính chủ tịch là Võ Văn Thưởng mới lên. Võ Văn Thưởng đưa mới lên. Thưởng thiếu thì thụ ba nhà. Đúng rồi sư phụ. Võ Văn Thưởng ở gần nhà chị Thủy. Lúc mà nó chức nó nhỏ xíu à, không biết nó làm gì á, cái nó bị bệnh gì á, đi qua Nhật. Lúc đó Nguyễn Minh Hiếu là em mới sư phụ mà tặng cái tượng này, tượng tổ á. Nó cũng dữ lắm, ai cũng biết à. Biết chồng mà cái nó anh chị tôi có thằng bạn hưởng nó đang trị bệnh ở bên Nhật, anh là con của trời, anh thấn ai rồi được người đó được, anh thấn giùm nó đi. Sư phụ cũng thấn giùm. Lúc mà thấn thì cứ đưa tên lên trên bàn thờ mình xin thôi, mình để cái tên vậy đó. Anh hết bệnh. Biết chứ, nhưng nó có cảm ơn, nó có nhắn tin qua, nhắn qua thằng Hiếu á. Nên bữa thì cái bếp đề các bữa tiệc bà phạ giữa cộng sản với quốc gia cực đoan, hàng nào cũng bị chửi, có mình cái phụ bị chửi. Chửi âm miệng. Đâu đâu làm gì đâu ai chửi. Chửi vô là vô lý. Ông này trả lời khôn quá. Đứng giữa chia Bình Phát nữa mới ghê sư phụ. Thôi là mối hàng thôi, tôi là nói tôi. Chia đầu xe Bình Phát không. Lúc này phải không? Hàng gắn lại dân tộc. Nhưng cho tuổi trẻ ông cài á, ông cài sư phụ không. Lăng hả? Lưới bóng lần lăng lại gì không? Nó làm cái heo. Cái heo đầu ai? Cho nên cái heo đầu có tóc. Dạ cái đầu cong lẳng không có tóc. Làm ông Trần Ngọc Phong với Trương Quốc Quy lên. Sao sư phụ biết nó ai chứ? Không có làm gì không có chữ hết mọi người. Ví dụ như Quy, Phong hay là mấy người đó, họ cũng tùy theo. Ví dụ như cái bao thân 100.000 nhiều khi nó còn chơi ít. Lỡ như đưa mấy ông Việt Nam giàu lắm phải không? Đưa bao thân 1 triệu đi. Quý chở cờ làm sao? Phong chở cờ làm sao? Chứ thua lên mạng chọc tụi nó hoài á, để nó biết là mày làm gì làm mày đừng có. Tao canh mấy thằng mày á. Nhắc Trần á, ổng cũng sợ, ổng sợ chứ. Trần đâu. Không. Cả ông Trump đó con thấy dữ dằn đó, nhưng mà cũng là một ông tướng nhỏ trên trời thôi. Những người này giống như Elon, nó cũng là người hành tinh, nó đầu thai thành Elon, nhưng mà nó chỉ để lại tiền với một cái technology, nó không có để lại những cái gì trong lòng người và lưu truyền mãi mãi, để lại trong lòng người mà nó nở lên kìa. Bây giờ giống như Michael Jackson bây giờ đang đi ngục, ai mà hát bản nhạc của Michael là nó ở dưới nó đau rồi đớn á, còn có biết không? Nhưng mà bây giờ ai nhớ tới Michael Jackson vậy? Từ từ quên. Như bác Trần Đại Quang mình có thời quên liệu đó không? Bây giờ ai nhớ bác Trần Đại Quang vậy? Nhà con nghĩ đi. Cả bác Hồ bây giờ người ta còn không nhớ nữa, đừng nói làm chi. Thời gian giết chết. Đáng qua cái hình mò ở trong nhà, mỗi ngày mình đi vô mình thấy hình bác Hồ thôi chứ. Thật sự nhân loại á, cũng mau quên lắm. Chỉ có sư phụ lập cái đạo, mỗi lần mấy con thấy cái dấu hiệu này trên cổ mình nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ sư phụ, đúng không? Mà một người bình thường không có lập đạo tự thu nó hoài cái này. Nếu mà người mà không có chánh kiến là phải biết suy nghĩ, không phải ai cũng muốn dám ra cái đạo ra được. Vì vô hình nó bẻ cổ liền. Chỉ nhiều thôi là mình biết. Gây đi ông nhộng mày nắng thì cho vui, ngồi đây em no rồi. Rồi bữa nay có gì cảm ơn sư phụ. Rồi con tới sư phụ 3 lần cho giấc mơ sư phụ ngồi. Đó hả? Dạ. Nằm mơ thấy 3 lần hả? Con ở đâu? Rồi con tên gì? Hả? Thị Phương Mai. Dạ. Trời ơi, đó là đâu coi là con khách sư phụ để xin cái số mạng trên đây nè. Cưng từ tháng giêng tháng 2 à. Con bé đây cũng gặp sư phụ. Hello đệ tử. Nó khóc quá, nó nhớ sư phụ. Cái này là nó ngồi thiền ở Kiên Giang á sư phụ. Thơm quá. Rồi chụp hình mấy cô nè. Cứ thoại nha. Ôi ôi đẹp lắm. À, mấy đứa này sau này á là non tương lai gia đình á. Cái bạn em chết được hết luôn hả sư chưa? Nè tự nhiên chết bao rồi nè. Ừ nít á, cái tâm của nó clean á, nó trong sạch đó, con hiểu không? Dạ. Để đứng đây ghi chính là em cái sư phụ rồi đó, cảm ơn sư phụ đi. Sư phụ rồi đó. Mãi nó chạy lại đi chậm. Dạ. Ê khoan nữa, cái này chụp bên nãy giờ em chạc. Đây có rồi, có rồi. Có rồi. Bị chuyển nha, chuyển là. Nè, chụp nè, nghe, cười nha. Rồi đó. Con ngồi đó vậy đó. Xin sư phụ kìa. Rồi nó mất kiến hồng quá. Đẹp quá. Dạ. Tử này. Ngồi đi, ngồi đi. Sợ thật thank you. Sao phải đi không? Đây. Mở lên nào phải không? Ô cái này Samsung. Nó cái này đấy. Ô cái này Samsung hả? Samsung. Đứng lên không có mình ơi. Đó qua góc. Đang quay siêu. Đây con còn. Ồ, đáng lẽ ngày nào tới. Đi thích nè hơn. Con trời chứ ngoài này là mình đại diện cho cha. Giờ em có cái đầu máy Samsung không? Để em hỏi ai có cộng dây đầu Samsung? Lưu Mỹ Quân hả? Là Thiên Mỹ Quân. Em hỏi ai có cộng dây có đầu Samsung? Sorry, tên. Lâu. Từ thôi dạ vợ con đệ tử mình hả? Rồi sao con ốm quá vậy con? Không có ăn cơm. Con kêu con ăn nữa hả? Ăn rau với lại ăn cỏ. Sư phụ. Làm đệ tử xíu. Tên Thiên Minh Tâm. Thiên Minh Tâm hả? Dạ. Ở Hiếu Tân hả? Dạ. Rồi. Ok rồi, nhận anh luôn. Con mình Thiên Bích Kỳ. Thiên Bích Kỳ. Dạ. Thì bữa nay ngày 16 tháng 3 sao nhiều người hộ Thiên mất à. Hai sư phụ, phải không sư phụ? Xin danh đệ tử Thiên Quý Trực. Thiên Quý Trực hả? Đang tìm cũng dây. Rồi, Thiên Quý Trực. Em có cục pin. Có pin mà không có dây. Có đồng tiền nữa nè. Có đồng tiền nữa. Hả? Thiên cả thôi. Anh dễ chưa nữa hả? Nó biết nghe được tiếng Việt, tôi hỏi tên gì nó biết nghe là đổi. Ở nhà hai đứa này tụi con. Ồ hay á. Cả phòng. Đâu này đâu xí mà Đạo Thiên Tâm thống nhất chắc nhờ mấy đứa này. Xì Samsung. Trời ơi. Anh trên phim quá lon xăm đôi chứ. Ok, chị vào đi đây. Đây trong cái muỗng này là muỗng gieo. Con ra học với gieo. One, two, today I saw my mother and my father that black. So, this is the end of Vietnam again. When that day happened, that means the world is peace. Yeah. Chắc qua đi rồi tôi gửi hình qua cho. Tính lên, tính lên. Mấy cái xe này cũng ai đầu hai em á, đọc lại nha. Bây giờ bận quá cầm. Nghe nó ngoài đó ở dưới nó nhìn của anh Đồng. Dạ. Cầm này nó để con kia xanh áo đỏ. Vô em nuôi chợ Thiên. Cũng còn 43% chứ tôi. Này cầm này. Đây chưa? Còn nãy giờ mấy gì đang đứng gần kia đó. Lo đi dần xe qua tới đây. Mời trên nhà hả? Bỏ qua trước qua đây gần rồi. Đây là thanh niên. Bển này có kinh điển này có hình dài này cũng đẹp. Công con cần cô trúc tam tứ ngũ lục là thất bát gia, đàn ông cho chí đàn bà bồ nai nấy ở chứ qua vùng người. Thế kiếm chỗ nào ngồi em vòng bên này đi chứ, để dồn người bên này chứ ở bên đó đông mới dính nhiều lần. Mấy con kiếm vòng bên đây. Nhiều quá, đứng lên. Cái này mình đại diện cho cha nhận con họ Thiên thôi nha. Trên trời là chúng ta là bạn nhau nha. Mình chỉ là người truyền tin của Thượng Đế rồi. Đi chơi thì mới bay qua tối hôm qua. Trời ơi, nó hồi truyền mà. Con cũng trời. Trời vui hơn thế em. Một ngày không cần ăn cũng không đói. Tối ngày 28 tháng 2 tối thứ ba đó con nằm mơ con thấy sư phụ vẽ tiên tráng của con. Trong khi là cái xong cái sư phụ bắt cái tay để dùng cái thân trái nữa. Con nhận rồi mà. Bữa nay ngày 16 nhận láng hết. Dạ. Đi quốc huy giúp con. Giúp gì? Giúp con cái tánh con rất là khó tánh. Cộng lại với rất là tính toán, cho nên mình phải cởi mở ra. Dạ, hồi nãy chú nói con ủa chú mới vừa gặp sao biết bắn thì chú được chú đi là giúp gì? Chú giúp cho con vô đạo chú để không phải vô đạo có kiện nha, chỉ vô là về trời thôi, đạo của cha. Rồi ok, tên gì vậy? Con Cang. Lê Trung Cang. Lê Trung Cang ở đâu? Ở Sierra Đỏ, Ngủ đi với con rồi. Ok, kiếm ghế ngồi đi. Dạ. Dạ. Đúng quá rồi còn gì nữa. Hồi chọn góc này để kêu người để ra qua đấy rồi. Bệnh đông quá ở dưới nhìn lên á. Bên này khúc hơn. Dạ có một con hỏi. Okay. Đừng đứng gần mấy chơi Thiên đứng đây đồng. Đừng có đứng gần. Nói đi. Hồi nãy mà những cái lời chú giảng là con biết là chú giảng cho con rất cảm động vậy. Chú chỉ cần nói sơ sơ là chú nói chuyện á, lúc đó chú thấy mấy chư Thiên ở trên trời với thủy cung cũng đứng đó đông. Đó là chú nói chuyện phải chỉ người phàm nhẹ không đâu. Mấy vị ở trên trời cũng có xuống, dưới cũng có lên. Chung hết. À, nói thôi chưa có đi tu ngày nào đâu, phải là thầy thôi. Hôm đang chương quá. Ô, lại có học từ chú ra vậy. Ô chú có lại cho con một tiếng sư phụ được không? Cảm ơn sư. Khi mà con gọi là con cũng biết là nhiều lần kiếp mình cũng đã từng là thầy trò ở nhà nhưng mà mình quên thì mình gặp lại. Con cảm ơn sư phụ. Cái này của ai? Đau đầu hoài đi lợi điểm cho hết đau cái đầu cười, cái đau đầu hoài. Sư phụ cười. Đau đầu hả? Dạ. Đau nửa cái đầu chỉ có xưa tò qua. Chỉ giải nghiệp bất thôi. Dạ. Còn như khi mình phải tự sám hối à. Dạ. Ngồi đẹp quá không biết hôm nay sư phụ có thể đẹp quá chỉ cái chân. Mọi từ tâm tên với tâm nhiệt tâm liền tên gọi thì khỏi tiền vô dạy con một cái. Còn phải tắt cái đài luôn, tập lắng nghe. Tập lắng nghe. Tại vì cái lúc mà sư phụ nói chuyện thì lắng nghe để ở nhà mình chiêm nghiệm còn hơn con lung tung. Dạ con cảm ơn. Mono. Gốc này đẹp nè, có bụi trúc nè, có dấu thiên tâm mình nè, vô đây ngồi chết. Ngồi ngoài đó, ai có nón thì ngồi ngoài đó. Rồi bữa nay không phải chị bệnh đang ngồi nói chuyện trời đợi. Này làm đơn giản được rồi. Nằm đây nè. Hồi nãy đi cùng chính thì có nhận tên làm đệ tử. Tên gì? Dạ, tên là Thiên Lê. Hả? Dạ, Thiên Lê. Thiên Lê. Ở nhà có thờ cha mẹ chưa? Dạ có. Kẹp nó cho nó kẹp con. Ồ, có. Cảm ơn anh. Có hả? Có, cái này kêu. Sư phụ bên nào sư phụ qua và chi nhà sư phụ. Giờ ở Lòng Vọng đây á, xích beo chờ Đức Tài hú một cái ra phía trường săn măng chó lẹ, lỡ mà đang đi Lòng Vọng mấy gì nói á, giống như là khi mà có biến cố là phải cần liền. Nó cũng như là nó có câu vậy á, bốc ra một ngày mà không có người nói, mấy người xăm mình với mấy người hung dữ họ sẽ ai có sức mạnh người yếu thì Đức Thầy ấy phải về liền. Ở tiếng nói thì Thụ làm cho 100 triệu dân họ còn khom xuống, mục đích nữa là đổi, đúng không? Được, rồi đem chót của lách cho tụi mày mì chở mấy xe, mấy bài chocolate cho mày ăn cho đã. Nó vậy á, cho nên từ lúc Tết tới giờ mấy vị cứ kêu vòng vòng vậy. Nhớ mấy đệ tử Hiếu Tinh mà qua là không được nữa. Thì bây giờ mình trên mạng là được rồi. Mấy con mà nhớ cho phụ ăn đêm mà có nạn á nghe, đừng đụng chút kêu. Để phụ chiếc thân đi đủ nơi á. Khi nào mà có nạn hay là chồng ăn hiếp nữa. Chồng ăn hiếp. Nhiều đứa kêu là phụ tới liền luôn á. Chứ ngủ gục á, thiên thiền mà con dễ ngủ gục là cái nghiệp nó còn. Thì cho nên mình phải lại sám hối. Con làm chừng từng lễ thì sẽ không có ngủ gục. Thì ngủ gục là sai. Thì cứ gán lại sám hối. Chứ trước mình lúc mình là bà bán cháo gà ông Trịnh đâu biết được tiền kiếp của mình đâu biết mình làm gì. Bà bán cháo gà hay là ông đồ tể ở chợ rồi. Suốt thời gian cũng phải mượn phương tiện. Này là phương tiện